Dạ, qua Úc thì em thấy hồi hộp chị. Hồi hộp chứ, dạ vui chị. Em không biết có cái gì sắp đến. Em thấy khá, dạ em thấy khá vui. Vui với lại em cũng không biết nữa, kiểu cảm xúc nó khó tả. Dạ. Dạ, gia đình rất là vui khi mà cho cháu tham gia chương trình này. Và mục đích cho cháu học ở trường là để sau này đi du học ở Úc. Và nhờ qua thông qua chuyến đi này cho các cháu được trải nghiệm môi trường thực tế, sinh cuộc sống và môi trường học tập bên đó như thế nào, để các cháu thêm phần tự tin và có thêm động lực để học sau này. Rất là vui, cũng như tất cả các gia đình khác cũng rất là vui khi con được trải nghiệm một chuyến đi nước ngoài, và rất là vui vẻ và mong rằng là sẽ học hỏi được nhiều cái lợi ích và những cái việc học của bé. Sau khi chuyến đi này thì các con sẽ học được tốt hơn và tiến bộ hơn trong vấn đề học tập. Xin hết ạ.